Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Trước ống kính phát sóng trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có gì đáng chú ý? Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Liên quan đến nhóm cướp giật tài sản liên tỉnh bị Công an thành phố Vũng Tàu triệt phá gần đây, hôm qua 21 tháng 5, được sự vận động của cơ quan công an, đối tượng Cao Đắc Hiếu, 19 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, đã đến Công an thành phố Vũng Tàu đầu thú và khai báo hành vi cùng đồng bọn cướp giật tài sản. Như đã đưa tin, trong khoảng thời gian tháng 3 năm 2020, trên tuyến đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người dân. Công an thành phố Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra, qua đó làm rõ nhóm đối tượng gây án gồm Cao Đắc Hiếu, Trần Tấn Phát cùng 18 tuổi, Thái Phạm Gia Bảo 17 tuổi, Lê Hòa Hiếu 25 tuổi, Nguyễn Phúc Duy Khang 18 tuổi cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Lê Đặng Minh Tuấn 19 tuổi trú tại Gò Công Đông, Tiền Giang, Lê Anh Khoa 21 tuổi trú tại Châu Thành, Đồng Tháp. Ngày 14 tháng 5, Phát, Bảo, Khang, Tuấn, Khoa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Vũng Tàu bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Biết tin đồng bọn bị bắt và được sự vận động của cơ quan công an, Cao Đắc Hiếu đã đến cơ quan công an thành phố Vũng Tàu đầu thú. Theo lời khai của các đối tượng, trước khi bị bắt, chúng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn thành phố Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Chuyển sang thông tin cập nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đặt lợi nhuận lên trên hết, không ít doanh nghiệp đã lách luật trốn thuế, gian lận thuế. Trường hợp vừa xảy ra tại cảng Cát Lái là một ví dụ. Hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu gian lận thuế được cất trong hai container đã bị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vào hôm qua, 21 tháng 5. Tại thời điểm kiểm tra, đội kiểm soát hải quan phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai container hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tại cảng Cát Lái chứa đầy đồ chơi trẻ em, khai báo sai về tên hàng, mã số, nhãn hiệu hàng hóa. Lô hàng này do một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng nhập khẩu là đồ chơi các loại. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa chứa trong container là xe mô tô đồ chơi trẻ em, xe đạp, với số lượng gần 2.000 sản phẩm. Theo cơ quan chức năng, công ty trên khai báo sai tên hàng, mã số, nhãn hiệu hàng hóa nhằm gian lận thuế. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hôm nay 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ án liên quan đến nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và nhiều cựu cán bộ tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, thâu tóm nhà đất công sản. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt do có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Đồng thời, ông Tín chấp nhận án sơ thẩm 7 năm tù không kháng cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hữu Tín và các bị cáo khác trong vụ án là Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thành, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trương Văn Úc, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, Nguyễn Thành Chương, nguyên trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đã tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, thâu tóm nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ, gây thất thoát cho nhà nước hơn 6,7 tỷ đồng. Đến nay công trình còn nợ tiền thuế đất 802 tỷ. Tại phiên sơ thẩm vào tháng 12 năm 2019, các bị cáo đã bị tuyên phạt từ 3 tới 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự 2015. Sáng nay 22 tháng 5 tại phường 5 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo khi đang thi công xây dựng công trình nhà ở tư nhân. Hậu quả làm 4 người bị thương nặng. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, 4 công nhân đang trát tường tầng 2 thì bất ngờ giàn giáo đổ sập từ độ cao hơn 3 mét. Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy các nạn nhân bị gãy hở xương cánh tay và hai cẳng tay, bị nứt xương sườn số 2 và có vết thương ở đầu, có vết thương cột sống cổ, vỡ xương gót. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo đến người dân về các vụ lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông. Mặc dù chiêu trò không mới, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy, bị thiệt hại về tài sản. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi tin nhắn cho nhiều người dùng điện thoại di động, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.
Nếu cá nhân nào bắt gặp trường hợp trên, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an theo số điện thoại 069 234 8560 để được hướng dẫn kịp thời. Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Theo các chuyên gia tài chính, đối tượng lừa đảo thường sử dụng 3 thủ đoạn phổ biến để chiếm đoạt tiền. Một là lấy cắp thông tin bảo mật cá nhân. Hình thức lừa đảo thứ hai là yêu cầu bạn chuyển khoản gấp một khoản tiền đến một tài khoản lạ. Trường hợp thứ ba, kẻ lừa đảo gửi một liên kết giả, tức link, có lời giới thiệu khi mở link sẽ có một thông tin thông báo trúng thưởng theo chương trình của ngân hàng và yêu cầu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng theo đường link giả mạo do đối tượng lừa đảo gửi. Chỉ cần sập một trong ba bẫy trên do kẻ lừa đảo giăng ra, người dân sẽ bị chúng đánh cắp tài khoản, mật khẩu để chiếm đoạt tiền. Đến đây, bản tin Trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website vrt.vn. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước ống kính brta@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.